Xin chào các bạn. Thì cũng lâu rồi tôi không làm các clip hướng dẫn các bạn về một số các cái phương pháp tính toán về thống kê cũng như Six Sigma và chất lượng. Tôi không làm là vì sao? Vì những cái kiến thức cơ bản nhất thì tôi đã làm gần như là hết các clip tôi đưa lên trên mạng rồi. Đấy. Và hôm nay, đợt này thì tôi sẽ cùng trao đổi với các bạn một cái công cụ. Đúng không? Tại vì trước kia tôi dạy hướng dẫn các bạn là chủ yếu là các cái phương pháp, các cái nguyên lý. Nhưng nếu mà để tính toán thì nó có những cái công cụ để giúp ta tính toán rất là nhanh, công cụ máy tính. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cái phần mềm R và cái bộ công cụ SSV. Đó. Thì phần mềm R thì chúng ta tí là tìm hiểu nó là cái gì. Còn bộ công cụ SSV thì nó là bộ công cụ về thống kê mô tả mà tôi viết cho cái các giáo trình 6 sigma mà tôi đi dạy. Đúng không? Thì nó gọi SS tức là Six Sigma, V là tên của tôi Việt. Đúng không? Thì gọi là Six Sigma V, thì tôi viết tắt là SSV. Thì cái bộ công cụ này là tôi là người lập trình, tôi viết, đúng không? Tôi viết code và tôi dựa trên các cái tài nguyên nó có sẵn ở trên R. Với các bạn thì R này nó là một nguồn tài nguyên cực lớn, ta chỉ để sử dụng để ta sửa đổi, không phải sửa đổi, để ta chế tạo thêm hay là tạo thêm những cái mà chúng ta mong muốn, đúng không? Thì tôi đã sử dụng các cái nguồn tài nguyên nó có sẵn dựa theo kinh nghiệm cũng như kiến thức của bản thân về viết code, đúng không? Và đồng thời về thống kê, Six Sigma, nên tôi viết thành các bộ công cụ SSV, nó thành một bộ công cụ SSV. Trong đây thì tích hợp rất nhiều thứ, sau này các bạn sẽ tìm hiểu. Các bạn cũng có thể lên trên cái blog của tôi để xem cái blog mà tôi hay chia sẻ, đúng không? Các cái kinh nghiệm cũng như là các bài viết của tôi trên đây, tiêu chuẩn chất lượng blogspot.com. Đồng thời các bạn có thể lên trên Facebook, đúng không ạ? Nhóm Facebook Six Sigma Việt Nam và cái trang YouTube của tôi, kênh YouTube là V Education. Từ đây trên tôi post khoảng bốn bốn chục hơn 40 cái clip về tất cả các chương trình liên quan mà tôi đã làm. Thực ra nếu các bạn học được những thứ đó thì các bạn cũng gần như là có được hết thông tin cần thiết rồi đó. Vậy ta sẽ đi tìm hiểu xem error là gì. Ok, error, nếu các bạn lên trên Google các bạn search cái keyword là what is R, đúng không? Thì nó sẽ dẫn các bạn đến một cái trang web. Trang web đó có tên là error, có địa chỉ là http://error-project.org. Thì các bạn sẽ thấy nó sẽ nói error là gì. Thì error nó là một ngôn ngữ máy tính và một môi trường máy tính mà nó dùng chuyên cho cái lĩnh vực là thống kê và phân tích dữ liệu bằng hình ảnh. Error là một cái phần mềm mã nguồn mở, kể cả cái bộ source code, bộ mã nguồn của nó người ta cũng chia sẻ, chứ không nói gì cái phần mềm này được chia sẻ miễn phí nữa. Phần mềm này được chia sẻ miễn phí nhưng kể cả cái mã nguồn mà người ta viết ra phần mềm này người ta cũng chia sẻ luôn. Đó. Nên là mọi người có thể sử dụng, đúng không? Cái phần mềm đó để phát triển những cái công cụ theo mục đích cá nhân, mua bán hay là kinh doanh hay là free thì tùy, đúng không? Và tôi cũng sử dụng các cái tài nguyên đó để tôi viết ra cái bộ công cụ SSV tôi chia sẻ cho mọi người free nha, mọi người cứ dùng thoải mái. R là một phần mềm miễn phí nha các bạn chú ý. Nó có thể chạy được ở trên gần như tất cả các cái platform bây giờ, ví dụ như là Linux, Windows hay là Mac đều chạy được hết. Tuy nhiên tôi không có máy Mac thì tôi không biết, nhưng Windows thì tôi xài rất bình thường, tốt lắm nha. Ok, thì đó là R. Vậy thì cụ thể cái R nó như thế nào, cái giao diện ở đây, đây chính là cái giao diện của phần mềm R. Và cơ bản thì nó chỉ có một cái trang này thôi. Đấy, cái giao diện này tôi có thể di chuyển đây, nó là cái trang này, rất đơn giản vậy thôi. Đây là cái trang chính, nó gọi là error console, tức là ở đây chúng ta để chúng ta nhập các cái ký tự. Error nó có một đặc điểm nó khác các phần mềm thống kê khác, đó là gì ạ? Nó không sử dụng cái menu driven, tức là bạn không phải kích đây đi chạy tool hay thứ, không, nó không làm vậy, mà nó sẽ yêu cầu bạn nhập cái hàm vào đây. Ví dụ tôi muốn nhập cái hàm vẽ histogram thì tôi nhập chữ hist vào đây. Đấy, xong tôi nhập. Đấy. Còn nếu tôi tức bạn bất bạn làm bất cứ cái gì thì bạn phải nhập cái hàm nó vào đây. Đấy. Xong bạn enter là nó chạy, chứ nó không bảo là bạn đi tìm chỗ nào không có, không đâu làm vậy. Yeah. Thì để minh chứng hay để ví dụ cho các bạn hiểu, để các bạn xem cảm thấy hứng thú hay không, đúng không? Thì đây là một cái dữ liệu mà tôi đã tải về từ trên internet. Dữ liệu này nó có khá là nhiều, 271.000, đúng không? Dòng rất lớn, dữ liệu là khoảng tầm 40 MB. Và đây là dữ liệu về 125 tất cả thông tin về các vận động viên tham dự các kỳ Thế vận hội Olympic,
thì đây là tên của người ta, đây là giới tính của người ta, M là nam và F là nữ. Tuổi người ta, age, height là chiều cao của người ta, và weight là trọng lượng của người ta. Tuy nhiên nó còn rất nhiều, nó còn rất nhiều, nhưng mà tôi không đề cập đến, mà tôi đề cập đến 40 cột thôi, đúng không ạ? Các bạn hiểu rồi. Và cái dữ liệu này, nếu mà các bạn copy hơn 200.000 dòng này vào trong Excel thì tôi nghĩ là Excel treo. Nhưng đối với phần mềm này, máy tính tôi có hình không tốt lắm, nhưng phần mềm này nó vẫn chạy mượt mà, vô tư. Ok, tôi sẽ kéo lên kéo xuống, vù vù, không hề có trục trặc gì. Rồi, vậy là tôi sẽ minh chứng cho bạn cái phần mềm này, đúng không ạ? Và đây là tôi giả sử tôi muốn tính toán xem các cái thông số độ tuổi của vận động viên tham dự các kỳ thế vận Olympic, ví dụ người nhỏ tuổi nhất là bao nhiêu, người cao tuổi nhất là bao nhiêu, đúng không ạ? Thế rồi trung bình độ tuổi là bao nhiêu lần. Ok, thế tôi sẽ dùng một cái hàm, tôi viết D stats, tức là descriptive statistics, tức là thống kê mô tả. Thì bạn chỉ cần gõ cái code mà nó chứa cái thông tin bạn muốn vẽ và muốn tính toán thôi, bạn gõ enter thì lập tức là nó chạy cho bạn một cái bảng này, đây là kết quả tính toán. Ví dụ nó đếm được là hơn 261.000 người là có dữ liệu về độ tuổi. Người nhỏ tuổi nhất là 10 tuổi, ở đây nó gọi cộng 1, tức là bạn sẽ thả một số 0 lên trước, đúng không ạ? Người Q1 là 21 tuổi, median ở trung bình, xin lỗi, min là 25,5 tuổi, median là 24 tuổi, Q3 28 tuổi, max 97 tuổi. Con cụ già tuổi vậy vẫn đi, ông cụ bà cụ già tuổi vậy vẫn đi tham dự Olympic, thật là tuyệt vời, đúng không? Và nó còn có rank, standard deviation, variance, IQR hay là outlier, giá trị điểm outlier, nếu mà lớn hơn giá trị này thì sẽ bị outlier. Vậy thì chỉ cần mỗi một cái chữ DSTAT, tức là DSTAT mà ngoặc cột chứa dữ liệu mà bạn muốn phân tích, đóng ngoặc enter, bạn có được thông tin xong. Đồng thời nó còn hào phóng vẽ thêm cho bạn cái pop plot ở bên cạnh này, đúng không ạ? Để các bạn quan sát được. Đương nhiên bạn nào hiểu thì sẽ quan sát. Đấy, tôi chỉ giới thiệu về error và tính năng error, nó cũng không đi sâu về cái chuyên môn. Chưa dừng đó, thì tôi muốn tính thử xem vậy thì chiều cao là sao nhỉ? Đây start height, ok, enter. Ok, vậy chiều cao những người thấp nhất là 1m27, trung bình là 1m75, cao nhất là 2m26. 2m26 là thực sự là rất là cao các bạn. Cũng có bốc plus. Ok. Rồi. Nếu bạn nào muốn hứng thú thì tính thêm cái weight. Enter. Người nhẹ nhất là 25 kg. Trung bình 70,7 kg. Người nặng nhất, đúng không ạ? 214 kg. Ok. Bốc plus. Các bạn thấy chỉ cần gõ mỗi cái từ này với cái tên, cái cột mà nó chứa cái dữ liệu đó, thế là xong, đơn giản như đang rõ, đúng không? Tôi muốn vẽ cái đó là histogram. Vậy tôi muốn vẽ histogram của độ tuổi. Với nó vẽ độ plot thì tôi vẽ histogram. Thì tôi cần gõ chữ HIST, chữ histogram hơi dài, viết hist là đúng rồi. Mở ngoặc 8, đúng không? 8, and đóng ngoặc, xong. Vẽ ra histogram, ok? Thế tôi muốn vẽ hist của height. Ok, được chưa? Rồi, thế giờ tôi muốn vẽ bốc loss. Bốc loss, đúng không? Của ok, thì nếu mà tôi vẽ bốc loss, nó có hàm bốc loss. Tôi chỉ nạp vào, tôi vẽ ra. Bốc loss thì nó có thêm cái ký tự này. Đấy như là sau này các bạn học cái thông tin tôi vẽ thôi, cái hàm tôi viết thôi. Sau này các bạn học thì sẽ cụ thể hơn. Đó, nhưng ít nhất các bạn hiểu tính năng của nó vậy. Tuy nhiên nó chưa dừng lại. Nếu mà giả sử tôi muốn vẽ, tôi không biết là vậy thì chiều cao của nam và chiều cao của nữ là như thế nào, thì cột này là chứa giới tính, cột này là chứa độ tuổi, thì R nó còn có một tính năng rất hay là chỉ các bạn chỉ cần nạp height, đúng không? Rồi đến sex, thì lập tức nó biết rằng là bạn đang muốn vẽ ở nó bóc plot cho chiều cao riêng rẽ theo giới tính, nó tách cho bạn luôn. Đây là female và đây là male. Ok, các bạn thấy các bạn nam vận động viên nam cao hơn vận động viên nữ khá nhiều. Ok, thế vận động viên nam có nặng hơn vận động viên nữ hay không?
bạn vẽ thêm tí nữa. Wait. Ok. Đương nhiên, các bạn ở miền Nam cũng có vẻ nặng hơn các bạn ở miền nữ. Rồi, đúng không? Thế ngoài ra thì thống kê mô tả, ví dụ cả thống kiểu định thống kê, ví dụ tôi dùng chữ hàm anti, bạn nào đã từng học thì biết được. Ví dụ tôi bảo nào các trọng lượng vận động viên là vào khoảng tầm 60 kg. Thế thì tôi dập HMU 60. Tức là gì? Tôi muốn kiểm định one sample T với trọng lượng nó có bằng 60 kg hay không. Enter. Thì nó sẽ chỉ tính toán là one sample T. Đúng không? Nó tính cho ta p-value, nó tính cho ta 95% độ tin cậy, nó tính cho ta cái giá trị min thực tế của dữ liệu, đồng thời nó vẽ ra một cái biểu đồ ở đây. Tuy nhiên sau này các bạn học cụ thể thì tôi sẽ giải thích cụ thể, nhưng tôi giải thích giới thiệu các bạn hiểu về tính năng của phần mềm. Tuy nhiên là không chỉ dừng ở đây, nó còn có phân tích hồi quy, phân tích ANOVA, KJANA, KAPA, scatterplot. Ôi nhiều lắm, tôi viết cho cái bộ công cụ này rất là nhiều, đúng không ạ? Dựa trên các tài nguyên của L rất là nhiều. Đủ cho các bạn học đến tận BB, không hết được. Ok, thì đó là R. Thì nếu mà các bạn muốn tìm hiểu về R, thì các bạn sẽ like cái, follow cái YouTube channel của tôi, đúng không ạ? Và đồng thời chịu khóa vào cái trang web của tôi, đúng không ạ? Trang blog của tôi. Hoặc là các bạn có thể tham khảo trên cái Facebook của chúng tôi, group Facebook CC2 Việt Nam. Đây là ba cái cộng thông tin xã hội mà tôi thường chia sẻ các bài viết cũng như các thông tin liên quan. Còn nếu bạn nào có cái thông tin cụ thể, ví dụ các bạn muốn liên hệ để có những cái chương trình đào tạo cụ thể, thì các bạn liên hệ tôi qua email ngviet.lg@gmail.com. Ok, vâng, thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái clip tiếp theo.